Chào mừng các bạn đã đến với clip của mình. Mình rất là vui các bạn đã ghé thăm và xem video. Hôm nay mình đi xuống thành phố, mình vào một cái siêu thị. Từ nhà mình xuống đây là tới 20 cây số các bạn ơi. Mình thấy một cái giòn hòn rất là hấp dẫn, có nhiều con cá to, cho nên là mình rất là thích thú và tới đây mình quay để mình chia sẻ lại cho các bạn. Mình có ý định sẽ mua con cá đoan nằm đây, đem về nhà bỏ vô cái hồ mình nuôi. Con cá này là rất là dài to, gọi là cá hồi. Mình đã hỏi mấy anh nhân viên ở đây để mình mua về nuôi, nhưng mà anh nói là nó không còn sống nữa. Cá hồi này nó còn sống, giá tiền nó cũng cao lắm các bạn. Ở đây nếu mà con cá hồi này nè, ở nhiều con thế này mà đem về mình nuôi, bỏ vô chậu mình nuôi á, rất là đẹp nha, nhiều con rất là đẹp nha, nhìn hấp dẫn nha. Mình ước gì nó còn sống mình đem về mình nuôi, mình quay cho các bạn xem. Để xíu nữa mình nhờ nhân viên á, để người ta kiếm cho mình một con cá hồi còn sống để bữa mình đem về mình nuôi. Mới vào á, mình thấy mình tưởng ở dưới đó là quán nó rút lên, ai ngờ đó nó không phải, còn cái đầu không à. Ở cả siêu thị ta để trống lỏng nghe rất là nhiều, nhưng mà mình không có dám lấy. Nếu mình lấy trộm á, là mình ra mình bị bố vệ nắm cái đầu mình ra liền. Cái đạo như cá mập nha, nếu mình đã còn sống á, mình ở dưới nước á, mình ngồi lên á, nó chở mình đi luôn. Con này mà đem về á, ở quê mình mà lòn á, làm thịt á, thì á, nấu cái nồi á, ăn cái xóm chưa hết nè. Bây giờ các bạn có thấy con cá nó to chưa, ở ngoài chưa? Cho lâu lắm rồi mình thấy con cá to lại á. Con này theo mình nghĩ nó cũng 2-3 tuổi rồi nghe các bạn. Cái này mát nó tròn, nó y như nó dò mình vậy, thấy không? Bọn nó thấy ở đây có rất là nhiều cá, thấy không? Con này mình theo mình nghĩ nó cũng như là con cá hồi nãy thôi, nhưng mà nó là con cá em con cá nãy. Con nãy nó to hơn, còn cái nhỏ hơn gọi là con cá em. Các bạn nhớ xem, hãy bấm đăng ký để nhận những video mới nha. Cá này cá nó rất béo rất ngon. Nếu chúng ta mua về chúng ta làm món nướng hay là chiên hay là nấu lẩu gì cũng được các bạn. Nó rất là ngon nha. Cá này mà ta bét mà biển ta ướp lạnh ta đem vào thì nó chở vào. Ở đây là mấy cá dưa hồng còn sống luôn các bạn thấy không? Rất đẹp thấy không? Màu hồng gọi là cá dưa hồng. Để mình hỏi con cá này giá bao nhiêu rồi mình về mình đặt âm heo mình xuống mình mua nghe các bạn. Không, ăn cá này là cá đàn em cá hồi to nãy luôn. Các bạn thấy người ta đứng để ta xem mấy con cá đó. Cá nó đẹp, nó ngon nên ta đứng ta lựa để ta mua ta đem về các bạn ơi. Để mình quay kẻ trẻ con cá này nghe cái đào của nó. Con cá này nó đang hát hỏng ra nhìn nó muốn tớp mình vậy. Con cá hồi này xương nó to nhưng mà xương ít thôi các bạn, nó không phải như những con cá khác, nó không có những cái xương nhỏ nhỏ ít hơn. Các bạn ở đây mấy đây cái chuồng nè, có rửa nè, còn có như có lót ở quê mình có hình cái chữ nho nó các bạn thấy không? Nhiều, rất là nhiều thứ. Rồi mình quay video cho các bạn xem tới đây, mình xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy hay bấm like, chia sẻ, đăng ký, comment để ủng hộ
clip của mình. Xin chào và hẹn gặp lại những video sau.